Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Nông dân Bến Tre trúng mùa được giá vụ đông xuân. Nhật Bản nới lỏng hạn chế nhập cảnh cho sinh viên nước ngoài. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 28 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 4 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 theo hình thức tập trung tại Hội trường Diên Hồng, kết hợp họp trực tuyến qua thiết bị iPad của đại biểu Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật thi đua khen thưởng sửa đổi, luật điện ảnh sửa đổi và luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Đây là hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 diễn ra trong 2 ngày. Về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù là luật sửa đổi bổ sung nhưng có đến hơn 100 điều của luật hiện hành phải sửa đổi, đồng thời còn điều chỉnh một số quy định tại 4 luật khác có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến chú trọng về giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Xử lý về kỹ thuật lập pháp để đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa dự thảo luật này và các luật có liên quan như luật hải quan, luật khoa học và công nghệ, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật giá. Việc sửa đổi toàn diện luật thi đua khen thưởng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung vào việc thảo luận xem các chương mục, các điều khoản quy định đã bảo đảm các quan điểm, yêu cầu, mục tiêu sửa đổi đối với dự án luật này hay chưa, đồng thời tập trung vào một số nội dung cụ thể còn có ý kiến khác nhau về bổ sung và tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy tặng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang, tiêu chuẩn thẩm quyền đề nghị và xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Điện ảnh là một loại hình văn học nghệ thuật, công nghiệp điện ảnh là một ngành kinh tế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung vào một số vấn đề, phương án quy định cụ thể các điều khoản chi tiết, hạn chế tối đa tình trạng luật khung, luật ống, nhất là các nội dung, chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh, phổ biến phim trên không gian mạng. Về dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, theo Chủ tịch Quốc hội, dự thảo luật đã cơ bản được hoàn thiện, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn nữa về tiếp tục hoàn thiện kết cấu của dự án luật này. Về nguyên tắc, áp dụng pháp luật, luật này với các luật gốc và các luật chuyên ngành khác. Sáng nay 28 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ Nữ UN Women đã tổ chức hội thảo quốc tế về chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của trên 100 đại biểu quốc tế và trong nước. Các đại biểu nhận định, chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh là một công cụ bổ trợ mạnh mẽ cho những nỗ lực hiện tại của chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời giúp tăng cường sự quan tâm và hành động đối với nhiều nhu cầu an ninh của phụ nữ Việt Nam, bao gồm việc đối phó với những thách thức đang nổi lên như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới nói chung và phụ nữ, hòa bình và an ninh nói riêng. Hội thảo cũng góp phần tăng cường sự hiểu biết của các bộ, ngành, tổ chức của Việt Nam về quá trình xây dựng, triển khai các chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh trên thế giới. Từ đó, đưa ra các kiến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam để triển khai các kết quả, dấu ấn đạt được trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021, cũng như thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới và phụ nữ, hòa bình và an ninh. Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách 500.000 đồng một hộ để mua điện thoại thông minh. Đề xuất trên được nêu tại dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Phương thức thực hiện là đặt hàng doanh nghiệp viễn thông thực hiện hỗ trợ hộ gia đình trang bị điện thoại thông minh. Các hộ này có thể lựa chọn nhận hỗ trợ thông qua, trừ dần vào chi phí sử dụng dịch vụ viễn thông phát sinh vượt số kinh phí được hỗ trợ hoặc nhận tiền mặt từ doanh nghiệp do hộ gia đình đăng ký sử dụng dịch vụ. Sáng ngày 28 tháng 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành và thông xe dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây, cầu Trần Thị Lý.
Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý được khởi công tháng 3 năm 2020. Sau gần 2 năm thi công trong bối cảnh dịch COVID-19, đến nay dự án đã hoàn thành nhân kỷ niệm 47 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3 năm 2022. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 723 tỷ đồng, chia làm 3 hạng mục chính, gồm cầu vượt trên cao thiết kế 5 nhịp, tầng mặt đất là nút đảo xuyến, phần hầm gồm 9 đốt với 5 đốt hầm kín và 4 đốt hầm hở thông lên phía trên, vừa tạo điểm nhấn thiết kế, vừa đảm bảo thông gió, thông khí trong hầm. Bề rộng hầm gần 16 mét, chia 4 làn đường có giải phân cách nhằm đảm bảo an toàn và tăng cường lưu thông. Dự án được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết ùn tắc giao thông và tạo điểm nhấn quy hoạch, kết nối giao thông từ cầu Rồng qua công viên Apex và đến cầu Trần Thị Lý chạy dọc ven sông Hàn. Trong bối cảnh lạm phát đang chịu áp lực tăng lên, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Từng tổ chức tín dụng sẽ được thông báo và định kỳ rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Các ngân hàng phải hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ. Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng, với mức lãi suất hợp lý, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông. Từ đầu năm nay, cả nước nhập khẩu hơn 1,93 triệu tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch lên đến gần 1,7 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xăng dầu nhập khẩu chỉ tăng gần 20%, nhưng kim ngạch tăng tới 104%. Điều này cho thấy giá trị bình quân của xăng dầu nhập khẩu tăng mạnh so với thời điểm 4 năm trước đây. Các thị trường nhập khẩu xăng dầu chủ yếu của Việt Nam đến từ châu Á như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Trung Quốc. Để phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt cùng với thời tiết thuận lợi, nông dân tỉnh Bến Tre đang bước vào thu hoạch lúa vụ đông xuân 2021-2022 với niềm vui trúng mùa được giá. Theo các hộ dân, các năm qua do ảnh hưởng của hạn mặn và khuyến cáo của ngành chức năng nên không gieo xạ vụ lúa đông xuân. Tuy nhiên năm nay, thời tiết thuận lợi, cùng với đó hệ thống thủy lợi ngăn nước mặn hoàn chỉnh, nước trong nội đồng ngọt và đủ nước tưới nên tổ chức gieo xạ để kiếm thêm thu nhập. Cái nguồn nước dồi dào nay hiện tại lúa bà con thì trong giai đoạn thu hoạch thì cũng năng suất cũng khá cao. Lúa của tôi thì đang thu hoạch, đang vận chuyển về thì ước tính thì năng suất nó cũng khoảng chừng 550 đến 600 kg một công. Chi phí 1 hectare khoảng lời khoảng 20 triệu mình bỏ hết chi phí á. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, diện tích gieo trồng toàn tỉnh vụ lúa mùa năm 2021 và vụ đông xuân 2021-2022 ước đạt 5.827 hectare, đạt 36,31% so với cùng kỳ và đạt 22,41% kế hoạch. Cái lợi ích của các cái cống mang lại rất là tốt, là cái người dân đã sử dụng các cái nguồn nước này để phục vụ cho cái trồng trọt, làm lúa cũng như chăn nuôi. Thì qua đó thì thấy cái diện tích cây trồng là sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là cái vùng lúa của Ba Tri và dòng Trôm. Việc mà đầu tư sản xuất lúa vụ ba thì cái khả năng là thu được cái hiệu quả tốt hơn. Trong thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục khai thác tốt hiệu quả các giải pháp công trình để phục vụ sản xuất. Cùng với đó, có dự báo chính xác, khuyến cáo đến nông dân để người dân sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Chiều nay tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động và Thương mại LAPCO tổ chức lễ xuất cảnh cho các học viên thuộc chương trình Hợp tác Nguồn Nhân lực Chất lượng Cao thực tập tại Nhật Bản. Chương trình Hợp tác Nguồn Nhân lực Chất lượng Cao thực tập Nhật Bản là chương trình phối hợp giữa Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại COIT với Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động và Thương mại LAPCO với mục tiêu đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng tay nghề, giúp các thực tập sinh vừa cải thiện thu nhập, nâng cao vị thế của người lao động Việt Nam trên trường quốc tế, vừa có bằng cấp sau khi về nước, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Ngoài ra, chương trình cũng góp phần đáp ứng được một phần nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ phía các doanh nghiệp Nhật Bản. Từ khi triển khai thực hiện, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn học sinh, sinh viên và gia đình. Từ năm 2019 đến nay, LAPCO đã hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại COIT đào tạo tiếng Nhật, đào tạo kỹ năng,
giới thiệu việc làm cho sinh viên và thanh niên có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản. Đến nay đã có 300 học viên đủ tiêu chuẩn tham gia hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao thực tập tại Nhật Bản và đã có 60 em đã xuất cảnh sang làm việc. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, về việc suy giảm khả năng miễn dịch được sản sinh từ vaccine ngừa COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có sự suy giảm về tính hiệu quả của vaccine theo thời gian và đó là lý do tại sao người dân cần tiêm mũi tăng cường. Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Bộ phận Dịch bệnh Khẩn cấp của WHO, bà Maria Van Kerkhove nhấn mạnh vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn nguy cơ bệnh chuyển nặng và giảm nguy cơ tử vong. Và khi thế giới bước vào năm thứ ba của đại dịch, khả năng miễn dịch có từ vaccine cũng sẽ suy giảm theo thời gian. Điều này còn phụ thuộc vào loại vaccine đã tiêm, số mũi tiêm cũng như tuổi và điều kiện sức khỏe của đối tượng tiêm. Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra 3 yếu tố cần lưu ý. Sự xuất hiện của các biến thể mới, việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch quá sớm và sự suy giảm khả năng miễn dịch có được từ vaccine theo thời gian. WHO đã nhiều lần chỉ ra rằng 3 yếu tố này kết hợp với nhau dẫn tới nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới trên thế giới. Số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở Hàn Quốc lần đầu tiên sau 25 ngày giảm xuống dưới ngưỡng 200.000 ca, một dấu hiệu cho thấy giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đã qua. Song vẫn còn những lo ngại về sự lây lan biến thể dòng phụ Omicron tàng hình BA.2, loại có khả năng lây nhiễm cao hơn 30% so với Omicron gốc. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết Hàn Quốc ghi nhận thêm hơn 187.000 ca mắc mới. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 2 tháng 3 vừa qua, số ca nhiễm mới hàng ngày ở Hàn Quốc giảm xuống dưới ngưỡng 200.000 ca một ngày. Tỷ lệ tử vong vẫn là 0,13%. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết làn sóng lây nhiễm đã đạt đỉnh vào tuần trước và hiện chuyển sang xu hướng giảm sau 11 tuần, nhưng không thể mất cảnh giác bởi số ca bệnh nặng và tử vong có thể tăng cao hơn nữa trong vòng 2-3 tuần sau khi đạt đỉnh. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, chủng BA.2 đã trở thành biến thể gây lây nhiễm chính ở Hàn Quốc khi có tới 56% tổng số ca nhiễm được ghi nhận trong tuần trước. Hiện nay, ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài đến Nhật Bản để bắt đầu kỳ học mới vào tháng 4, khi chính phủ Nhật Bản nới lỏng hơn nữa các hạn chế nhập cảnh vì dịch COVID-19. Điều này kỳ vọng thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản bằng cách thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập, sinh sống. Năm 2020, nhiều sinh viên nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú ở Nhật Bản. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, Nhật Bản phải phong tỏa hoàn toàn khiến nhiều người bị chậm trễ công việc học tập. Khi đó không có kỳ thi xét tuyển nào vào các trường đại học Nhật Bản, khiến tôi rất lo lắng. Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ việc học ở Nhật Bản, nhưng vì đã chọn con đường này và không muốn bỏ dở nên tôi lại tiếp tục. Để vào trường học, Quay phải thực hiện quy trình cách ly khi đến Nhật Bản. Tại trường dự bị ngôn ngữ mà anh sẽ nhập học sắp tới, gần một nửa số giảng viên đã được tạm nghỉ việc từ cuối năm 2020. Mỗi năm trường có 200 sinh viên mới nhập học, nhưng hiện nay đã giảm xuống còn 70. Theo thống kê, vào cuối năm ngoái, số lượng sinh viên nước ngoài mới ở Nhật Bản đã giảm khoảng 90% so với thời kỳ trước đại dịch. Từ ngày 14 tháng 3, chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng quy định kiểm soát biên giới, nâng số người được phép nhập cảnh mỗi ngày, trong đó ưu tiên du học sinh nước ngoài. Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp thấp, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, nên từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết đêm 28 tháng 3 ngày 29 tháng 3, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vài nơi về chiều tối, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ.